Đây là khoảng tầm 10 giờ sáng mà khi chúng tôi vào đây này, chim nó ở trong đây này. Mùa này thì chim đang đẻ, đang ấp à, nên là số lượng chim rất là nhiều. Và cái phương pháp chạy ẩm thì có những cái thau thau như này thôi. Đấy, thau nước như này này. Không cần nhiều, ống 90 vẫn được sử dụng, ống 114 được khơi thông. Mọi thứ thì cực kỳ đấy. Quý vị thấy này. Chim như thế này này. Đấy, con này đang làm tổ này, đang ấp này. Đấy. Đấy. Ui ôi. Wow. Quá đẹp trong một cuộc tình rồi. Đấy, nhà nó phải khô khan này này. Được chưa? Đấy. Ấm áp khô khan. Mới lấy tổ xong đúng không? Thà thấy nó thưa thưa tổ. Ui ui. Đấy. Ui. Đây, cái thau nước được bác phân được bác ở như thế này này. Đấy. Chế nước của tôi. Tổ này, đây. Tổ này, là hôm trước cứ mấy ông cứ hỏi này. Quay tổ, tôi quay tổ cho các ông coi này. Con này. Ui. Tuyệt vời bác ơi. Ui, tôi không tưởng tượng nó nhiều này thì. Đấy. Điện sáng trưng, khi thắp điện này thì chim gần như không bị va chạm vào bờ tường. Đấy. Ui. Cảm thấy tuyệt vời không? Bác thấy tuyệt vời không? Tuyệt vời. Quá tuyệt vời, sau có 10 tháng sửa lại ha. Đấy. Tuyệt vời, đấy. Đây, tôi quay giáp cảnh cho các bác này. Khi có điện như này thì gần những chim không bị va vào, không bị va vào vào mặt của mình. Các ống 90 tôi vẫn dùng này, đấy, à, bơm thêm ống 114 nữa này, đấy, điều khí điều nhiệt cho nó ok này, máy ẩm gần như không có này, đấy, à, chim này, đấy, bên tầng trên nữa coi, đấy, một cái điển hình thôi, đấy, đấy, không hoàn toàn là không có bị chim không bị va vào gỗ, bập, đúng không? Đấy. Cái bài ngoài này, thấy cái bài ngoài này. Đây là tất cả nhà tôi quay phim, đây là thực tế bác chủ nhà thực tế với chúng tôi chứ không đấy. Đây tầng trên tôi quay cái nhiệt kế ở đây xem là nhiệt độ bao nhiêu. Nhiệt độ đây hiện tại là giờ là 31 độ, độ ẩm là tôi chỉ lấy được chưa được dày 60% nhé. Nhưng mà cái nhiệt độ và độ ẩm này chúng tôi làm theo nguyên lý tự nhiên nhé, không phải là nguyên lý chúng tôi cưỡng bức nên là chim nó mới ở được nhé. Cái cưỡng bức nó mất đi. Ui. Tổ nhiều còn nhiều mắm mà thì nó lấy sơ sơ mà sơ sơ thôi mà. Ui, lần này khoảng cỡ 2 tuần nữa bác nên lấy được mẻ nữa. Hả? Lấy được mẻ nữa này. Này tôi quay tỏ cho quý vị xem này. Sau có 10 tháng mà làm lại, nó hiệu quả rất là tốt đấy. Thấy vận hành có nhàn không? Thấy vận hành nhàn không? Rất là ổn và rất là nhàn. Nhàn đúng không? Đấy, hoàn toàn nó không bị tác động chi phối với cái gì cả. Cái này là chỗ này để rơi này. Đây là nó vào nó để rơi này. Bỉa rơi đấy, tranh giành nhau ấy. Đây, như cái đã làm tổ này là bỉa rơi này, bỉa rơi đấy, hoặc là chữ ung, phải không? Ung có đạp xuống. Thế này tối mà xem cam này móc bên kia nó đen xì nhà nhỉ? Lúc này thì tối thì đen đúng không? Đây, quay này. Đấy thì thỉnh thoảng bác cũng điện thoại cho tôi thôi, nhưng tôi bảo ổn là ổn đấy, không nhất thiết là mình tôi phải lên, hiểu chưa? Nên là đây là những con này là bị dụ vào là đẻ rơi đấy. Không nhầm tổ đây mà đẻ rơi đấy, tức là khi mà nó gấp đôi á, đẻ rơi đẻ rớt đấy. Đây là một cái điển hình là khi mà đổ thau nước vào đây là phân là không bị nó không vào ấy, không vào vào thau nước, nên là thau nước rất là sạch sẽ. Đấy,
đây là cũng quay cho quý vị này để xem quý vị này, cái bí kíp này chả có bí kíp gì cả, chỉ có ống khí này thôi đấy, chỉ có ống khí này thôi để điều khiển cái nhiệt với cái khí theo tự nhiên thôi. Còn nếu mà cưỡng bức nó bằng mọi thủ đoạn này thì vứt đi hết. Đây tôi quay cho quý vị xem này, cái loa dẫn này đấy, chả có bí kíp gì cả đấy, cái ống khí tôi quay cho quý vị xem này. Nhưng mà cái điều á là cảm nhận cái thân nhiệt và biết thế nào là đủ, biết thế nào là đúng thì là cả một câu chuyện vấn đề, là phải trải nghiệm một thời gian quá dài và nghiên cứu thực sự am hiểu về nó thì mới làm được nhé. Ok rồi đấy, không còn phải suy nghĩ gì nữa nhé. Lúc nào bác lên đấy, bác cắt cho tôi cái chân bạt ra tí này. Cả đục nghe đen mà thấy. Đập cho tôi một cái chân khí chỗ kia tí, rồi nhé. Được chưa? Đục bên đó. Thì bây giờ chim nó nhiều rồi đấy, bác hãm cho tôi một tí sáng đến đây, đến đây này, chắn thêm xuống chỗ này cho tôi một tí nữa. Ở trong đây vì nó là tầng trên nên trên hay bị sáng, nên là nó không nhiều bằng tổ bằng tầng dưới đây nhá. Chắn sáng cho tôi một tí, là nó mới chắn sáng chỗ này một tí nữa này. Chắn sáng cho tôi một tí từ đây ngang đây sang đây. Đấy, mình treo thòng nòng xuống thôi, nếu mình vào mình vén mình vào thôi nhá, cho nó dễ. Thế còn không phải suy nghĩ gì cả. Đấy, ống khí đường khí ra khi là tốt rồi. Cũng không cũng không cần đâu. Đấy, hết chưa? Hết rồi. Đấy, thế mình làm hai cái lỗ chim vào chim ra này. Đấy, bác thấy là nên nó bị va chạm thì không, hoàn toàn không bị va chạm gì hết. Thấy không? Thế tắt điện đi cái là bật điện lên là chim nó không lóc cóc. Còn có mình lên mà mình không có bóng điện đấy. Nếu nó pha chạm tùng lum cả, đúng không? Đây tầng thứ hai đây này, tôi cũng quay rõ ràng các ống khí cho khán giả xem này. Tôi chia sẻ cho tất cả các kỹ thuật nhé, chứ không phải là riêng chủ nhà Yến đâu, tất cả các kỹ thuật đều có thể là xem được và đều có thể bắt chiếc được nhé, đều có thể là xem được hết. Chim mới cực kỳ nhiều này. Con này nó bị rớt này, lại đưa lên cái bờ cho nó để cho nó rớt cánh này. Đấy, tuyệt vời không? Đấy, để nó bay được mà, chứ để nó tự bay được không? Anh phải treo á, treo người nó, chứ đừng để thế, treo người cái này treo người như thế này. Con này nó còn đợi đợi ăn đấy, lấy treo lên cái giá của nó trên cái tổ, lấy ghế này treo đây, treo lên tự may rồi. Tầng nhà này tầng dưới thì nhiều hơn tầng trên, khí nhiệt thì là ổn định rồi, yên tâm rồi. Tôi thì thỉnh thoảng có cơ hội để đi kiểm tra này như thế này thôi, cực kỳ nhiều rồi đấy. Đấy, rất là nhiều chim nhiều tổ nhé. Đấy, có một số cứ hỏi tôi sao quay tổ hay cho quay tổ đây, cho mà xem này. Đấy, cho quay tổ cho mà xem này. Đấy, đấy cũng nhà nằm 10 tháng rồi, Phú Yên. Để tôi ra cái mặt âm lên cho mà xem nghe. Đây chỉ có hai cái âm ly thôi, không có nhiều âm ly đâu. Đấy, sướng không? Có hai cái âm ly. Đấy, cái gì nó kêu nhỉ?